Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Rồi, Bon chào tất cả các bạn nào. Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi lại game con rắn để giành top 1 cùng với lại Bon Thúi. Bon Thúi có đồng ý chúng ta sẽ tiếp tục đi ăn thịt các con rắn khác để biến thành một con rắn siêu to nhất cái bản đồ này không? Đây, có một con rắn đây, đúng rồi. Hai con rắn ạ. Bây giờ giết con nào trước đây? Ê, có mồi này. Wow, có màu trắng đúng không? Để giết luôn đi. Để Úc. Con rắn to quá, từ từ. Con rắn trắng luôn. Từ từ để Úc đi giết con rắn to này đã. Sao mà nó không lớn đi? Quay, khá là nguy hiểm đấy Bon à. Từ từ để Úc. Quay nó đây, nó đây. Chết này, ôi không được rồi. Mình đã không giết được con rắn to rồi Bon ơi. Không sao, từ từ bình tĩnh thôi. Rồi, chúng ta đi được con rắn to, bạn thấy không? Rồi, xong luôn. Vì chạy nhanh quá mà quá vội vàng chúng ta đã chết mất. Nhưng không sao. Chúng ta làm lại nào. Ok, bạn có làm lại không? Giờ là bình tĩnh hơn này. Giờ chúng ta sẽ bình tĩnh hơn nha. Bình tĩnh hơn nào. Quay. Quay, con rắn kia nhìn thật là kinh khủng. Con rắn là khá lạ đấy. Đó là con rắn tàu rùa mà tới. Rắn tàu lửa à? Đây giờ cẩn thận để chúng ta giành được top 1 siêu to khổng lồ này. Quay. Ui, chơi với tao không? Đúng rồi, mày chơi với tao không? Chơi. Con rắn có hình ngôi sao này. Chơi. Con rắn có hình ngôi sao này. Chơi không? Rồi chết ngay liền. Dễ chơi với mình được đúng không con nhỉ? Nói vì mình tiêu diệt rồi. Phải cùng đấu với thằng nào rồi thôi. Chưa thấy thằng nào xuất hiện cả. Ê, một con rắn hình xúc xích. Quay, hai con rắn hình xúc xích luôn. Á, à, thấy mình đã chết luôn kìa con. Được rồi, để mình tiêu diệt con rắn xúc xích màu da cam này. Không, màu hồng đi. À, màu hồng da cam gì cũng giết hết. Không chừa. Màu hồng da cam. Rồi, rắn sao của giết con rắn sao. Quay. Quay, từ. Quay. Rồi, ok luôn. Thế là nó đang nằm trong bụng mình đấy con à. Rồi, đó, đã chết. Đâu, con rắn nào. Màu xanh, từ. Đâu có con rắn màu xanh không nhờ. Con rắn ngôi sao kìa. À, con rắn ngôi sao. Con rắn ngôi sao này khôn lắm. Mày làm gì ta sẽ đốt ấm cho mày một lỗ bể răng. Bể răng không? Có bể răng với con rắn này không? Uầy. Nó đang chạy đó Bon à. Uầy, bên này có thức ăn, chúng ta ăn thức ăn nữa. Quá trời thức ăn này. Ê, con rắn là đuổi theo mình. Con rắn đang đua bên này. Uầy. Quá là loạn luôn. Đừng có giết, bởi là mặt con rắn bạn. Uầy, rắn bạn à. Nếu mà con rắn bạn của con thì có Úc sẽ không giết. Uầy, quá trời thức ăn này. Wow, uầy. Trời ơi. Đó, con vàng gì vậy? Rắn sắt. Rắn sắt hả? Ủa chết ta rồi. Được top 7 là cũng không được top 1 rồi Bon à. Nó qua thiệt chứ. Gặp con rắn sắt chúng ta không giữ được bình tĩnh nó chém mất tiêu rồi. Bây giờ đợi tí. Bà nội nó quảng cáo 21 giây lận. Các bạn đợi tí nhé. Đây là quảng cáo đúng không? Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đáng đợi chờ quảng cáo một tí. Còn 9 giây 8 7 6 5 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại làm lại này. Sao con rắn bạn của Bon đâu? Đâu, rắn bạn của Bon đâu? Để nói đi, Úc sẽ né ra nên mình Úc sẽ không giết rắn bạn của Bon nha. Từ từ đã. Nhưng khi nào mà Bon thấy thì Bon sẽ nói với Úc. Ok không? Ui. Hai con rắn màu trắng luôn. Lên con rắn à. Quay, con rắn này có cái đuôi. Quay, đau quá. Đau quá. Quay, may quá. Nó không ép mình là mình chết rồi. Đó là bàn của cậu. Hay màu đỏ nè. Đó là của cậu. Quay. Quá trời thức ăn này. Đâu, con rắn này là con rắn của Bon đâu. Quay, chúng ta đã lọt vào top 5 rồi các bạn ơi. Đâu qua đầu cơ thể nhé. Đây
có con rắn màu chấm bi tròn đây. Đó nè. Đấy, hai con luôn, Hai con luôn. Mình sao nó cả đồng mèo đây. Con rắn này khôn lắm. Bọn bình tĩnh. Giết con rắn màu xanh. Không có con rắn màu xanh, mình giết con rắn này đỡ. Rồi, con rắn này chạy cho thoát khỏi cho ta. Bao vây nó rồi, bao vây nó chết rồi. Bây giờ nó mà đụng vào người mình là nó chết thôi bọn à. Rồi. Đã tiêu diệt được. Rồi, chúng ta đã có cái zoom hình to lên rồi. Có bảo bối to lên rồi. Quay thức ăn này. Mẹ con xanh luôn, mẹ đâu con xanh luôn. Đừng có một cái xanh đó nó bao của con luôn. Bạn quan à. Bạn quan thì hãy tha cho nó nhỉ. Ê, nó là bạn bao là tâm đầu mình chết rồi. Bạn bao định ăn út thằng cái út. Bạn của Bon nó định giết Út mà. Bon có Út khỏe từ mẹ chứ. Uầy, khá là đông. Uầy, bạn Út này, bạn Út màu nắng màu đỏ này chết luôn rồi thấy không? Màu nắng màu trắng này phải bạn của Bon không? Phải. Nắng bằng của cầu Út kia. Uầy, con rắn quá trời mắt luôn. Rồi rồi, có chết rồi, chết một con này rồi. Quay, chết nó luôn, giết nó luôn, xong nó chết luôn rồi. Quay, khá là nhiều con chết luôn con à. Quay, trời riết còn có tóc hài à bọn này. Quay, con rắn màu vàng, con rắn màu mắt. Con gì đó, con gì kêu bộ đó. Đó, nha. Quay, để, ê, con rắn, con giết con rắn màu hồng. Đó, đó nha, con rắn. Đó nha, con rắn. Giết con rắn nhiều. Đó nha, con rắn. Bắt cà rồng. Bắt cà rồng. Đúng rồi, nó có hai quả nanh này, bạn thấy không? Nó có hai cà rồng. Quay. Nè, nó cà rồng phải như thế này nha. Để bao vây đang bao vây nó, nó to quá. Bắt cà rồng, bắt cà rồng đây. Quay, ôi, con cú mèo kìa. Quay. Không, bạn là người băng chứ. Giết con băng đó đi. Con nào? Con băng kìa. Từ, con ơi, con băng chết rồi. Vừa lên định giết nó là nó chết rồi. Giết con một nhà khác. Con rắn to kìa, mừng quá. Con rắn bàn của bôi này. Đây nè, con rắn hồng này. Con rắn hồng to này. Bây giờ đi ám sát con rắn hồng to này. Con quay. Sao nó bao dây mình gãi rồi? Chưa, nó chưa bao dây mình. Đây nè, con nắng hồng đây này. Quay, con nắng đen nó chết rồi. Nó chết hả? Ừ. Trời đất ơi. Nó con nắng chưa gì hết. Tiếc thật chứ. Tóc lại quảng cáo. The sun is shining and so is this team. What a day. Rồi, bắt đầu lại này, chúng ta sẽ biến thành một con rắn siêu to khổng lồ. Con rắn đâu, con rắn nào của mình đâu? Đó. Từ. Bây giờ lần này là không giỡn nữa này. Đấy, lần này sẽ giành được top 1 thật nhanh. Nhanh các bạn cùng xem này. Đấy, con rắn ngựa vàng này. Giết nó luôn này. Con rắn mắc cà rồng. Quay, chóng mặt quá bao nơi. Con rắn mắc cà rồng kìa. Từ để cố giết con rắn này đã. Đấy. Chóng mặt. Nó chạy đi rồi. Đâu, nó chạy ra rồi. Nó đâu ra thôi, không chạy thoát được đâu. Làm sao mà có thoát được cậu cháu mình được. Đúng không? Nó đi lên trên, nó gặp quèn lên. Lên trên đúng không? Nó quèn quá đây. Để cố vừa kiếm, chạy lên trên kiếm nó. Ý, có cái hũ vàng. Ý, con rắn màu trắng này mày chạy đâu cho thấp đấy. Nó đang thi với mình. Ơi, màu một mắt nó đang thi với mình đấy. Con rắn một mắt này sao đằng thấy con rắn màu cà rồng kìa. Con rắn một mắt này chưa con rắn màu cà rồng chưa thấy con rắn màu cà rồng. À, nó ở trên kia. Con rắn mà trắng. Chưa thấy. Đây, con rắn mà cà rồng đây rồi. Không,
từ để Út giết con rắn ma cà rồng này đã. Rồi, chết con rắn ma cà rồng rồi. Nó lên rồi. Đâu, nó lên rồi. Thấy rồi. Cũng thấy rồi. Từ từ ra chạy thẳng này. Có hai con rắn trắng luôn. Trời ơi, mắt mày... đỏ. Ôi, nó mắt đỏ. Con rắn này mắt đỏ. Trời ơi. Ơi, con rắn màu đỏ kia ghê quá. Bỏ đợi lên. Nó con rắn cua cạp á. Con rắn của rồi, con rắn màu đỏ này là đang bị bao vây rồi. Con rắn màu đỏ đã bị bao vây. Mau đầu hàng đi, hãy tự sát đi. Chúng tôi không nhiều lời đâu. Nhanh đi. Rồi, xong luôn con rắn màu trắng. Sao con quả đảo ăn gì không? Ăn gì không thì hả? Con rắn màu bạch tuyết. Con rắn màu bạch tuyết này nhìn khá đẹp đấy các bạn. Đấy. Đừng có giết nó. Không giết nó à. Ôi, nó lại tự chết rồi. Mình định giết thôi nhưng mà nó cua đầu không được, nó chết mất rồi. Ê, có thức ăn này. Nó chết rồi nhưng mà con của mẹ nó chết rồi. Wow. Quá trời thức ăn bọn đấy không. Nhưng mà nó còn trời nghĩ ra ăn xong ăn cái gì. Từ từ chúng ta sẽ đi tìm mà giờ chúng ta được quay thức ăn này. Wow. Chúng ta đã được lên top 4 rồi. Quay con rắn này tự tử. Đấy, rắn ma cà rồng kia. Rồi, con rắn ma cà rồng vừa chết rồi. Nó thấy mình nó sợ đấy. Con rắn ma cà rồng kia, con rắn. Đây đúng không? Đây là con rắn ma cà rồng đúng không? Được rồi, để cố chiến theo nó. Đúng rồi, nó chính là con rắn ma cà rồng, hãy bắt nó lại. Bao giây. Ơi, nó đang đùa mình này, nó được. Chạy nhanh quá, Út ẩu quá đi bao nè. Út ẩu quá, chứ không là mình to thật to rồi. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi game khác các bạn. Để game này chúng ta sẽ dành tới một sau, giờ mình không tập trung được. Ok, chào các bạn.